Xin lỗi, tôi sai rồi. Thế cô nói đi, sai ở đâu, hả? Người phụ nữ này bị bệnh nhỉ? Ai mà vô cớ ra ngoài xách theo cái máy ghi âm to thế chứ? Ha ha ha, không hổ danh là tổng giám đốc Vân. Con đứng ngay bên cạnh mẹ, mà không biết mẹ ghi âm lúc nào. Hừ hừ hừ, chứng cứ chính là đây. Giám đốc Tiêu đã xác nhận rồi. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đi đến tòa soạn. Đồng chí này, xin hãy dừng lại. Vừa rồi là tôi đã hiểu lầm. Tôi không ngờ rằng thật sự là nhân viên của chúng tôi. Để cô chịu thiệt thòi, xin cô đợi một chút. Tần Phương, sao còn chưa mau xin lỗi đồng chí này? Xin lỗi đi, sau này tôi ở công ty biết sống sao đây? Hơn nữa bình thường mọi người chẳng phải đều thế sao? Đâu phải chỉ mình tôi thế này. Con ngẩn ra làm gì? Xin lỗi đồng chí này. Người cô ấy cần xin lỗi là con trai tôi. Xin lỗi cậu bé này. Tần Phương biết chuyện này không thể qua được, nên mới miễn cưỡng thì thầm một câu. Xin lỗi, cô nói gì? Tôi nghe không rõ. Con mẹ của cô không dạy bạn cách xin lỗi người khác à? Phải cúi chào 90 độ, và sau đó lớn tiếng nói xin lỗi. Cô đã sai, nhanh chóng xin lỗi. Tần Phương bị ép đến mức mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng cũng phải làm theo yêu cầu của Vân Tiểu Mạn. Cúi chào 90 độ, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Vậy nói xem, sai chỗ nào, hả? Bọn trẻ bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao? Được rồi, nên tha thì tha cho người ta, đòi lại công bằng là được, không cần phải tiếp tục đánh kẻ ngã ngựa. Đã đồng chí này thành tâm xin lỗi rồi, chuyện này đã xong rồi. Vân Du vừa nói vừa lấy băng từ ra, trước mặt quản lý Tiêu, rút cuộn băng bên trong ra và xé nát. Các đồng chí muốn mua gì nào? Tôi sẽ phục vụ các đồng chí. Thôi, những thứ này tôi không ưng lắm. Con à, sau này mẹ sẽ làm riêng một thương hiệu thời trang cho con. Con muốn mặc kiểu gì? Đều để nhà thiết kế làm riêng cho con. Mẹ tuyệt vời, mình thực sự đang nghĩ đến việc làm một thương hiệu thời trang thành thương hiệu quốc gia. Chỉ cần muốn làm và dám làm, trong thời đại này không ai là không thể làm giàu. Nói làm là làm, mau nghĩ cách đem số gạo, bột mì, lương thực trong không gian xử lý đi. Nói những lời lớn lối như vậy không sợ chật lưỡi à? Cô có thể nói ra những lời này cũng đủ chứng minh tầm nhìn của anh nông cạn thế nào. Sao anh biết tôi không làm được chứ? Cô ta cũng không cho Tần Phương cơ hội nói bậy, thò tay vào trong túi ngay lập tức, lợi dụng túi làm vật che chắn. Vân Du từ cửa hàng quần áo trẻ em trong không gian lấy ra một bộ đồ trẻ em bằng vải cotton, trưng bày trước mặt mọi người. Bộ quần áo này thế nào? Các nữ khách hàng trong hợp tác xã lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng chen đến gần Vân Du. Đồng chí, tôi có thể chạm vào chất liệu của bộ quần áo này không? Kiểu dáng này trông thật là tây. Tôi chưa từng thấy kiểu dáng như thế này bao giờ. Đồng chí, bộ quần áo này có đắt không? Kiểu dáng và chất liệu tốt như vậy chắc chắn không rẻ đâu nhỉ? Bộ quần áo này làm từ chất liệu cotton nguyên chất, rất thân thiện với da, thấm hút mồ hôi, thoáng khí, phù hợp cho trẻ em mặc. Giá của bộ quần áo này vẫn chưa định, tôi cũng muốn ra ngoài khảo sát thị trường một chút, xem giá cả của quần áo trẻ em trên thị trường thế nào, sau đó định giá, nhưng chắc chắn sẽ không đắt hơn giá thị trường. Bộ quần áo này hiện tại trên thị trường vẫn chưa có, nhà máy của tôi vẫn chưa mở, đợi khi mở rồi mọi người sẽ có thể mua được. Chất lượng tốt thế này, thật sự có thể giống như giá của hàng bình thường sao? Xưởng của chúng tôi sau này sẽ đi con đường chất lượng tốt giá rẻ, vậy thì thật là tuyệt quá. Khi nào xưởng của các bạn mở? Tôi đang chờ quần áo của các bạn lên kệ đó. Sắp rồi, sắp rồi. Sau này chúng tôi sẽ có cửa hàng riêng, lúc đó sẽ đợi mọi người ghé thăm. Đúng rồi, cửa hàng của chúng tôi tên là Tiểu Vương Tử, sau này tôi sẽ mở gần đây, lúc đó mọi người nhớ đến ủng hộ nhé. Khai trương có ưu đãi, bảo đảm mọi người sẽ mua thì vui, mặc thì thoải mái. Trời ơi, nhà máy của mẹ đến cái bóng còn chẳng có, vậy mà nói khoác khắp nơi. Thật là được mở rộng tầm mắt, thấy được tài nghệ nói dối như thật của Tổng Giám Đốc Vân. Có quần áo đẹp, sao còn ăn mặc rách rưới thế kia? Đây không phải là cố tình lừa người sao? Sao ăn mặc không tốt, cũng không thể vào cửa hàng mua đồ à? Đơn vị công cộng của các anh còn phân chia đẳng cấp khách hàng. Tất nhiên là không, quan điểm của chúng tôi là đối xử bình đẳng. Nhân viên bán hàng của cửa hàng thời đại này, ai ai cũng có nền tảng, không phải là người dân thường. Ánh mắt của Vân Du liếc qua người Tần Phương, cười mỉm, kéo Vân Tiểu Mạn ra khỏi cửa hàng cung cấp. Phát nhìn Tần Phương kia kìa, có thấy quen mắt không? À, quen mắt, người mới gặp lần đầu. Sao mà con thấy quen quen nhỉ? Bác con, khả năng quan sát của con kém quá. Cô ấy có vài nét giống với Tần Ái. Thật không, con chẳng nhìn ra chút nào. Dù cô ấy cũng họ Tần, nhưng trên đời này nhiều người họ Tần lắm. Chúng ta có muốn cá cược không? Nếu Tần Phương và Tần Ái là chị em, con giúp mẹ giặt đồ trong 3 ngày. Và con không muốn đánh cược kiểu này. Con mới 3 tuổi, mẹ lại bảo con giặt đồ cho mẹ. Mẹ không thấy lương tâm cắn rứt à? Lương tâm, con nghĩ người như mẹ, con có thứ quý giá đó sao? Nói cũng đúng, lương tâm của Tổng Giám Đốc Vân sớm đã bị bán theo cân rồi. Có ai nói mẹ ruột mình như vậy không? Hai mẹ con đi dạo ngoài một vòng, đến chiều tối, hai mẹ con đến xưởng thiết bị quốc doanh. Xưởng có hiệu quả tốt, công nhân có tiền trong tay, có tiền thì tự nhiên sẽ sẵn lòng chi tiêu để cải thiện cuộc sống. Mẹ, chúng ta đang làm gì vậy? Bán hàng, Vân Du đang lợi dụng bóng cây to, bắt đầu lấy đồ từ không gian ra ngoài. Cô ấy tìm thấy một bao tải trong kho của siêu thị không gian, và nhét tất cả những gì lấy ra vào đó. Trong túi này chứa gì vậy? Mẹ ơi, có khách đến rồi. Trứng gà, thịt heo, gạo. Bà ơi, bà có muốn không? Có thịt lợn à? Trời nóng thế này không sợ bị hỏng sao? Rượu, chị ngửi thử xem, có tươi không? Không thấy có mùi lạ. Thịt này bán thế nào? Không cần phiếu 1 đồng 2 một cân. Thịt ba chỉ ngon. Tôi có tổng cộng 10 cân ở đây. Chị muốn bao nhiêu? Tôi muốn 1 cân. Được rồi, miếng này đúng 1 cân. Đã cân sẵn ở nhà, đảm bảo không thiếu nửa lạng.
Con muốn trứng gà không? Mỗi cái một bao năm. Cái nào cũng to, tươi lắm. Lấy ra tôi chọn chút. Thịt 2 đồng một miếng, trứng 1 đồng rưỡi. Tổng cộng 2 đồng 7. Cây này, sau này tôi sẽ quay lại bán hàng ở đây. Nếu ăn ngon, lần sau lại để nhé. Sau khi người phụ nữ đi rồi, chẳng mấy chốc lại có người tới. Vân Du bận rộn một lúc lâu, đợi không còn ai đến mua nữa. Cô quay đầu nhìn lại, Vân Tiểu Mạn đã mệt mỏi ngủ dựa vào cây rồi. Nước đến trà, Vân Du tát một cái vào mặt Vân Tiểu Mạn. Muối bị đập bẹp. Sao thế? Quản lý đô thị đánh người rồi. Thu dọn về nhà thôi. Ồ, mẹ, tối nay thu hoạch thế nào? 50 đồng tiền thôi. Chỉ nhiêu đây thôi, chán quá. Hừ, con thật là mạnh miệng. Con có biết lương của một công nhân bây giờ là bao nhiêu không? 35, nhà máy hiệu của một chút cũng chỉ hơn 40 một chút thôi. Con dám chê 50 đồng là ít. Mẹ, trước đây mẹ làm kinh doanh đều là vài triệu, cả chục triệu mà kiếm được. Bây giờ kiếm được 50 đồng con cảm thấy thế nào? Cảm giác ra sao? Con nghĩ mẹ của con từ đầu đã kiếm được vài triệu, vài chục triệu như vậy sao? Mẹ của con cũng bắt đầu từ việc buôn bán vỉa hè. Lúc đó cạnh tranh rất lớn, có lúc vận may không tốt, cả tối có khi không bán được một món nào. Lúc Vân Du vừa mới ly hôn với cha ruột của Vân Tiểu Mạn, Vân Tiểu Mạn mới 2 tuổi, cô ấy dẫn con về nhà mẹ đẻ. Kết quả là bị đuổi ra ngoài vào đêm giao thừa, nói rằng con gái đã lấy chồng không được về nhà mẹ đẻ ăn Tết, nếu không nhà mẹ đẻ sẽ gặp xui xẻo. Vân Du bị tổn thương sâu sắc, cô ấy dẫn con rời khỏi quê nhà trong đêm, đi xuống phía nam đến thành phố ven biển. So với hiện tại, mặc dù thân phận ban đầu không tốt lắm, nhưng ông trời không bạc đãi tôi, đứa trẻ cũng đến cùng tôi, trung tâm thương mại lớn của tôi cũng đến. Thời đại này đầy dẫy cơ hội, làm sao tôi có thể không làm lớn được? Trong tay còn nắm nhiều tài sản như vậy, nếu tôi không cố gắng trở thành người giàu nhất thế giới thì không xứng với tài năng trời phú. Chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Còn con thì sao? Mẹ đã sinh ra con 2 lần, thật là tội lỗi. Hết rồi, sự tôn nghiêm của đàn ông nát vụn. Anh, tại sao mẹ lại bắt con mặc thứ này? Con nghĩ sao? Nhà chỉ có một cái giường, không chịu nổi việc con đái dầm. Nếu con không muốn mặc cái này thì tự cố gắng một chút đi. Vân Tiểu Mạn không nói được lời nào, tức giận ngồi trên giường lau nước mắt. Hết rồi, lòng tự trọng của đàn ông vỡ vụn. Rõ ràng là mẹ có thể gọi con mà. Đừng mong mẹ hy sinh thời gian ngủ để gọi con dậy. Mẹ khó khăn là mới có được giấc ngủ lành mạnh bình thường, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà bị quấy dây? Vân Tiểu Mạn lập tức im bặt. Anh biết là mẹ mình kiếp trước ngủ rất không tốt, khi nghiêm trọng thậm chí phải nhờ thuốc mới ngủ được. Cậu ấy đã thấy mẹ cậu sau khi tẩy trang, mệt mỏi vô cùng, không còn chút vẻ tự tin như khi trước mặt mọi người. Con cũng không đến mức tệ thế. Ha ha ha. Đồ nhóc, kiếp trước luôn chống đối mẹ, kiếp này phải suy nghĩ kỹ càng về con, làm sao để giải tỏa cơn tức giận của tôi. Ở đây, đồ của tôi chính là mua ở đây. Ông, đây không phải là bà cụ tối qua sao? Bà ơi, hôm nay bà muốn mua gì? Thịt ba chỉ tối qua còn không? Chị ơi, thịt chị bán thật là tuyệt vời. Mỡ nhiều nạc ít, sao lên thơm lắm. Hôm nay tôi mang việc làm ăn đến cho chị. Có, chị này, chị muốn mua mấy cân, để tôi xem hàng trước đã. Vân Du biết là khách thật sự đến mua hàng, hơn nữa còn là một khách lớn, nên Vân Du vội giả vờ lấy hàng từ túi ra. Thực ra là đưa tay vào không gian, rút ra một hơi 20 cân thịt ba chỉ. Chị xem này, ba chỉ của cả con lợn đều ở đây rồi. Chỗ này bao nhiêu, tôi lấy hết. Wow, tổng cộng 20 cân, chị mua nhiều thế, tôi giảm giá 5 xu cho mỗi cân, tính một khối 1 đồng rưỡi, 20 cân là 23 đồng. Ừ, trứng gà còn không? Có, ở đây có 100 quả. Cứ mua người tặng một, chị mà lấy hết. Chị tính tiền 90 của chúng thôi, còn gì nữa không? Bà dâu à, chị ơi, tôi còn vài con cá. Gà vịt làm sẵn cũng có mấy con. Đợi tiễn chị xong, Vân Du lập tức dọn hàng chuẩn bị về. Vân Tiểu Mạn không hiểu, sao dọn hàng sớm vậy? Thấy đủ thì dừng lại, chúng ta vừa bán quá nhiều. Người bán hàng bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào chúng ta mấy lần rồi. Ở đây không thể đến trong thời gian ngắn, nếu đến nữa không chắc sẽ gặp rủi ro. Những năm tháng hỗn loạn này, cô ấy tuy không trải qua, nhưng cũng phải có chút giới hạn. Đi bên bờ sông muốn không ướt giày thì phải cẩn thận hết sức. Chết tiệt, người đâu? Không phải anh nói ở đây có con cá lớn sao? Vừa nãy còn ở đây mà, tôi đã đặc biệt đến kiểm tra. Cô ta hôm nay lại đến, mới về báo tin. Sao chỉ trong chốc lát người đã biến mất rồi? Khỉ thật, chắc chắn là mày đã để lộ dấu vết để cô ấy nhìn ra rồi. Mau đi tìm xung quanh, biết đâu cô ấy chưa đi xa. Bây giờ dù nhà nước đã đề xuất cải cách mở cửa, nhưng làn gió xuân ấy vẫn chưa thổi đến. Vân Du tìm đến chợ đen, xem xét kỹ lượng cách giao dịch của chợ đen. Chị ơi, mua hàng không? Ồ, em có những gì? Thịt, trứng, sữa bột, cũng có thuốc lá rượu. Thật trùng hợp tôi cũng có những thứ này. Anh bạn thu mua ở đây à? Hả, cùng ngành. Ừ, hàng của tôi chất lượng đều là hạng nhất. Cậu có muốn không? Nếu muốn thì giá cả có thể thương lượng. Lấy, chị có bao nhiêu? Có thể cho tôi kiểm hàng không? Hi hi, tôi không mang hàng theo, cậu có thể đặt trước, bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tối mai tôi sẽ chuẩn bị hàng. Chúng ta vẫn gặp nhau ở đây nhé, khi cậu kiểm tra xong hàng hóa, nếu cậu hài lòng, chúng ta sẽ thanh toán tại chỗ. Nếu không hài lòng, thì coi như chưa từng nhắc đến chuyện này. Thế nào, được chứ, vậy là chốt nhé. Tôi cần thịt lợn, chân giò, và nội tạng mỗi thứ 20 cân, ngoài ra 500 của trứng, 100 cân gạo, thuốc lá, rượu không giới hạn, nhập khẩu là tốt nhất, cả sữa bột và đường cũng cần.
chỉ chuẩn bị số lượng khoảng 300 đồng là được. Vân Du đã ghi lại, hai người lại thống nhất giá cả, hẹn thời gian xong mới từ biệt rời đi. Mẹ, bán một cân thịt lợn cho người đó là mất hai hào rồi, thật là thiệt thòi. Chúng ta mỗi tối ra ngoài bán dần không được sao? Trong phòng nóng quá, Vân Du lấy cái quạt mát ra cắm điện, lại đổ ít đá vào, rất nhanh nhiệt độ trong nhà đã giảm xuống. Chưa tắm rửa gì cả, đã nằm dài trên giường mẹ như thế này. Bán lẻ thực sự kiếm nhiều tiền hơn, nhưng con phải tính vào chi phí thời gian. Không phải tối nào cũng có thể bán được nhiều hàng như thế. Nhưng anh ấy cũng không đòi hỏi nhiều. Lần đầu hợp tác, anh ta dĩ nhiên sẽ không đòi nhiều. Nếu mẹ đưa ra những thứ đạt yêu cầu của anh ta, lần sau anh ta lấy hàng nữa, dĩ nhiên sẽ không chỉ là chút này. Những người bán hàng ở chợ đen đó, phần lớn đằng sau đều là cùng một tên cầm đầu. Và còn không chỉ có một chợ đen này, chỉ cần nắm được mối này, những thứ trong tay mẹ sẽ không lo ế hàng. Chẳng phải sẽ bán được rất nhanh sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, công việc này không kéo dài được, nhiều nhất làm hai lần rồi phải dừng lại. Tại sao? Đã có mối rồi mà. Con đoán xem, hàng hóa trên chợ đen từ đâu mà có. Vân Du để lại vấn đề này cho cậu con trai nhỏ từ từ suy nghĩ. Cô thì vào không gian để rửa mặt chải đầu. Sau khi sửa soạn xong đi ra, Vân Tiểu Mạn vẻ mặt nghiêm trọng nói, mẹ ơi, rủi ro này quá cao rồi. Hay là chúng ta cứ bán lẻ từ từ thôi. Nghĩ ra rồi à, nói thử xem. Thời kỳ kinh tế kế hoạch, vật tư thiếu hụt, nếu thật sự có kẻ đứng sau mà mẹ lại có thể cung cấp hàng lâu dài, chiếm lấy địa bàn của họ, họ chắc chắn sẽ không tha cho mẹ. Ồ, thằng nhóc không ngốc đâu. Mẹ, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Chúng ta tối mai không gặp người đó nữa. Bán đồ từ từ thôi, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian. Xem cái gan của con kìa, người ta nói giàu sang đi kèm với rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Chỉ cần mẹ có đủ gan dạ và rút lui nhanh chóng, thì không sợ họ có thể tìm ra mẹ. Ôi, mẹ, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Những quầy trang sức trong trung tâm thương mại của nhà mình đủ để mẹ con ta nằm ăn cả đời rồi. Thật sự không cần thiết phải như vậy. Xem cái dáng vẻ vô dụng của con kìa, đây là có không gian làm chỗ dựa, nếu không có thì sao? Mặc dù đồ trong không gian thật sự đủ để mẹ con ta sống yên ổn cả đời, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải ngồi ăn hết của cải sao? Ông trời cho chúng ta cơ hội lớn như vậy, chẳng lẽ là để chúng ta ở đây làm kẻ vô dụng sao? Chúng ta phải nắm bắt cơ hội của thời đại, trở thành người đứng ở phía trước nhất. Vân Tiểu Mạn nhìn mẹ mình đầy quyết tâm, cả người ngây ra, còn nghĩ rằng chúng ta từ từ lén bán là an toàn sao? Con quá ngây thơ rồi, Bình Thị là nơi nhỏ bé, đã sớm bị những người đó thăm dò hết. Con bán ít nông sản thì không ai để ý, nhưng nếu con thường xuyên có hàng khan hiếm, thì vẫn sẽ bị người khác để ý. Vậy những thứ chúng ta đã bán trước đây, cũng không cần phải lo lắng quá như vậy, những thứ đó tạm thời vẫn chưa lọt vào mắt những người đó. Nhưng chúng ta muốn phát triển lâu dài chắc chắn không ổn. Vì vậy tôi muốn đánh một phát rồi chuyển chỗ. Lần sau chúng ta sẽ đi dọc bờ biển, đến đó xem tình hình, nhân tiện xử lý những thứ trong không gian. Mẹ, vẫn là mẹ giỏi nhất, lại có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết như vậy. Này, chuyện này là sao đây? Đi nào, mẹ tắm cho con. Không, con tự tắm được rồi. Sao lại thế? Dù sao trong lòng Vân Tiểu Mạn cũng là một người đàn ông sắp trưởng thành, thực sự không thể chấp nhận chuyện mẹ tắm cho mình. Vậy tùy con ơi, ngày mai là hẹn 3 ngày, Lý Triều Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy, lấy ra 1,0 đồng. Vậy nên mẹ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, để Lý Triều Dương không thể không rút số tiền này ra. Cái gì 1,0 đồng? Sao cô ta không đi cướp? Đừng có mơ. 1,0 đồng, cô ta là một phụ nữ nông thôn, đã từng thấy 1,0 đồng trông như thế nào chưa? Cô ấy thật dám nói, nhất định không đưa cho cô ta, không tin cô ta có thể ăn thịt anh được. Cô ấy lấy lá thư anh viết cho em và bức ảnh chụp chung của chúng ta đi rồi. Ngày mai nếu em không kiếm ra số tiền đó, cô ta chắc chắn sẽ dùng những thứ này để làm ầm lên. Gì cơ? Người phụ nữ và con trai tái sinh về năm 1980, hôm đó chính là ngày cô hẹn ly hôn với gã chồng tệ bạc. Kết quả phát hiện trước cửa phòng đăng ký kết hôn, có vài người có hành xào đáng ngờ đang đợi mẹ con cô. Quả nhiên, gã tệ bạc đó sẽ không dễ dàng đưa tiền đâu. Con có thấy mấy người đó không? Nếu không ngoài dự đoán của mẹ, đó chắc chắn chúng ta là người họ tìm đến. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, những người kia sẽ lao ra. Phần lớn là nhằm vào việc bắt chúng ta. Chúng muốn dùng chúng ta để thương lượng điều kiện. Không thì sao? Chẳng lẽ bắt chúng ta về để anh ta hiếu thảo sao? Lý Triều Dương tên khốn này thật là khốn nạn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ chúng ta xuất hiện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hừ, mẹ con họ thì thầm với nhau một lúc lâu, rồi cùng phát ra tiếng cười xấu xa. Đến khi gần 9 giờ, trên đường phố đông người lên, Vân Du lấy ra hai bình xịt ớt từ không gian, đưa cho Vân Tiểu Mạn một cái, rồi mới đi về phía cơ quan đăng ký kết hôn. Mấy người kia cũng lặng lẽ tiếp cận hai mẹ con. Anh có ai không? Cứu tôi với. Có bọn buôn người cướp con tôi rồi. Bất cứ thời đại nào, người dân đều căm ghét bọn buôn người. Chẳng mấy chốc, những người đó bị người qua đường đánh, kêu la thảm thiết, liên tục cầu xin. Chỉ một ngày trước. Cái gì? Làm sao cô ta có thể lấy được những thứ đó? Lý Triều Dương, anh làm cái gì vậy? Cô ta lẻn vào nhà máy, vào ký túc xá của tôi, lục lọi và lấy đi những thứ đó. Tiểu Ái, chúng ta nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này. Nếu không thì danh dự của em và anh sẽ bị ảnh hưởng. Có thể ngay cả ba em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh có ý gì? Anh muốn lôi ba em vào chuyện này. Đây có phải là ý của em không? Còn Vân Du kia không biết là chuyện gì nữa.
Từ khi bị trúng độc, cả người thay đổi hẳn. Đến lúc đó cô ta không lấy được tiền, thật sự lộ chuyện của chúng ta ra ngoài rồi. Đối thủ của ba em chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này. Hai ngày nay anh đã tìm cách mượn một ít, giờ vẫn còn thiếu một chút. Anh còn thiếu bao nhiêu? 900. Lý Triều Dương, anh không định để em lo hết 900 đó chứ? Em đi đâu kiếm cho anh 900 bây giờ? Hay là chúng ta tìm ba em nghĩ cách xem sao? Anh còn hại em chưa đủ sao? Để ba em biết chuyện của chúng ta thì em không cần về nhà nữa. Chúng ta vẫn nên tìm cách khác đi. Dù sao em cảm thấy số tiền này nhất định không thể giao cho người phụ nữ hồi hàm đó. Tần Ai đứng dậy, khoanh tay xoay vài vòng, đột nhiên nghĩ ra một cách, vội vàng ghé sát tai Lý Triều Dương thì thầm. Nghe xong, Lý Triều Dương ánh mắt bỗng sáng lên, chỉ tiếc là mọi việc không như ý muốn. Mẹ ơi, người ta đã bị đưa về cục an ninh rồi. Chúng ta về thôi. Về làm gì? Đi thôi, chúng ta đến nhà máy dệt. Lý Triều Dương và cô bạn gái bé nhỏ của anh ta rõ ràng không muốn bỏ tiền ra. Nếu đã như vậy, thì để họ nổi tiếng toàn diện. Hey hey hey. Bên này, Lý Triều Dương đang đợi phản hồi từ những người anh em của mình, lại đột nhiên bị giám đốc gọi vào phòng họp. Lý Triều Dương vẫn đang thầm nghĩ, có phải là Tần Ái đang nói chuyện của họ với giám đốc không? Giám đốc Tần và vài lãnh đạo khác đã bước vào, ngồi thành một hàng trước mặt Lý Triều Dương. Đây là tình huống gì vậy? Lý Triều Dương, nhà máy nhận được một lá thư tố cáo, là vợ anh tố cáo anh quan hệ nam nữ bừa bãi. Hôm nay gọi anh đến là muốn xác minh lại chuyện này. Anh hãy khai rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Triều Dương ngớ người, tính toán đủ kiểu. Không ngờ hôm nay giám đốc gọi anh ta đến là vì chuyện này. Nghe giám đốc Tần hỏi vậy, anh ta lập tức hiểu ra. Tần Ái hoàn toàn chưa nói với giám đốc Tần về chuyện của họ. Các lãnh đạo, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Vợ tôi là người rất hay ghen. Hôm đó thấy tôi nói chuyện với một cô gái, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi có thể tìm cách liên lạc với cô gái đó, mời cô ấy đến nhà máy giải thích một chút. Đã làm mất thời gian của các lãnh đạo, thực sự rất xin lỗi. Gọi cô gái đó đến hỏi chuyện không tiện lắm. Vì vợ anh có tính cách như vậy, anh càng nên chú ý hơn trong hành động hàng ngày. Các anh chị lại đem mâu thuẫn giữa vợ chồng vào trong nhà máy. Hey hey hey, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Xin lỗi các lãnh đạo đã phải xem cảnh này. Giám đốc, có một cô gái ngoài cửa nói muốn gặp ông. Cô ấy nói cô ấy có bằng chứng việc Lý Triều Dương ngoại tình. Hy vọng giám đốc có thể gặp cô ấy một lần. Không được, không thể gặp. Hử, Lý Triều Dương, vợ anh đang dẫn con tới cổng xưởng làm ầm ĩ kia. Hả, con, cô ấy còn dẫn theo con à? Đúng, tôi không thể nhận nhầm đâu. Mấy ngày trước cô ấy dẫn con đến xưởng tìm anh. Giữa trưa anh đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Giám đốc, để họ vào không? Giám đốc, cô ấy đúng là một người phụ nữ hung hãn không thể lý luận được. Thật sự muốn vào rồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy. Đây là mâu thuẫn giữa vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Đồng chí đã nói rằng nếu lãnh đạo nhà máy không chịu gặp cô ấy, không đứng ra làm chủ cho cô ấy dàn chứng cứ lên cửa lớn. Đến lúc đó không thể kết thúc. Hy vọng giám đốc sẽ không hối hận. Hy vọng tôi sẽ không hối hận. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tôi sao? Nếu đồng chí đó nói có chứng cứ trong tay, thì để cô ấy vào hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Giám đốc, thật sự không cần thiết. Tính cách của vợ tôi thực sự quá dữ dằn. Cô ấy vào chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trật tự sản xuất của nhà máy. Lý Triều Dương cảm cản, không muốn để lãnh đạo nhà máy gặp Vân Du, thì các lãnh đạo càng tò mò hơn. Rõ ràng là anh ấy đang thiếu tự tin. Cuối cùng, Lý Triều Dương quyết tâm. Giám đốc, có thể nói chuyện riêng được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Giám đốc Tần thấy anh ta muốn nói lại thôi, lại nhớ đến câu nói có chút tinh tế của Vân Du, trong lòng càng cảm thấy chuyện này có thể thực sự liên quan đến mình, vì vậy chuẩn bị đồng ý. Tiểu Lý à, cậu có chuyện gì là không thể nói trước mặt chúng tôi những lãnh đạo này. Nếu vợ cậu thật sự đang làm loạn, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu phê bình cô ấy. Lý Triều Dương ấp úng, không nói rõ ràng được. Sao tôi cảm thấy biểu hiện của Tiểu Lý khác xa so với những lời cậu ta nói trước đó vậy? Tiểu Lý à, cậu không phải là đã phạm sai lầm, muốn đưa cho giám đốc chút lợi ích chứ? Để giám đốc giúp cậu che giấu đi. Tiểu Lý à, cậu có gì thì nói trước mặt mọi người đi. Lý Triều Dương lo lắng đến toát mồ hôi, anh đang cố gắng nghĩ xem phải làm gì, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách. Vân Du đã dẫn Vân Tiểu Mạn xuất hiện ở cửa phòng họp. Chào các lãnh đạo nhà máy, tôi là Vân Du, vợ của Lý Triều Dương. Đây chính là người phụ nữ đanh đá mà cậu nói. Lý Triều Dương không thể nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vân Du, nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ, con sợ, ông ấy muốn ăn thịt trẻ con. Không cần sợ, mẹ ở đây rồi, đồng chí Vân vào nói chuyện đi. Đồng chí Vân, cô nói đi, cô có chứng cứ việc Lý Triều Dương quan hệ nam nữ bừa bãi? Đúng vậy, trước khi đưa ra những chứng cứ này, tôi muốn nói chuyện riêng với giám đốc Tần. Không biết giám đốc Tần có tiện không? Hai vợ chồng anh chị thật thú vị. Sao ai cũng muốn tìm giám đốc Tần nói chuyện riêng nhỉ? Đó tự nhiên là vì có cần thiết phải nói chuyện riêng. Nếu đã như vậy, thì chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mời đồng chí Vân đi lối này. Đồng chí Vân, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Vân Du mỉm cười nhẹ, lấy ra một tấm ảnh. Giám đốc Tần chắc nhận ra hai người trong ảnh này chứ? Khi giám đốc Tần nhìn thấy bức ảnh, mặt ông ta liền biến sắc. Ông ta vươn tay giật lấy bức ảnh, xé nát ngay lập tức rồi nhét vào túi của mình. Vân Du không hề vội vã, lại lấy ra một bức ảnh giống hệt. Ha 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 ha. Ha ha ha, ông còn muốn xé nữa không? Cứ xé đi, trong phòng tôi có rất nhiều giấy in ảnh, in hàng ngàn tấm cũng không thành vấn đề. Giám đốc Tần nhìn tấm ảnh giống hệt, sắc mặt rất khó coi.
Đồng chí Vân, chỉ là một tấm ảnh thôi, không thể nói lên điều gì cả. Con gái tôi là một cô gái nhiệt tình, thích kết bạn và không câu nệ tiểu tiết. Cô ấy và nhiều bạn của cô ấy đã chụp những bức ảnh tương tự. Cô hoàn toàn không cần nghĩ đến giữa họ có quan hệ không chính đáng. Hừ, nếu giám đốc Tần nghĩ rằng bức ảnh này không vấn đề gì, thì ông sẽ nói làm gì chứ? Đồng chí Vân, quan hệ vợ chồng của cô với Lý Triều Dương không hòa thuận, đó là chuyện riêng của các anh chị. Xin đừng liên lụy đến người khác. Con gái tôi là một cô gái tốt, xin đừng làm hỏng danh tiếng của nó. Nếu không phải là Vân Du vừa rồi hỏi thăm bác bảo vệ về danh tiếng của Tần Ái, cô ấy thực sự đã biết rồi. Tần Ái người đó trông cũng khá xinh, tính cách cực kỳ hướng ngoại, nói dễ nghe là tư tưởng cởi mở, nói thẳng ra là không đàng hoàng. Đã qua không biết bao nhiêu người đàn ông rồi, tiếng xấu đồn xa mười dặm. Vân Du lại lấy ra hai tờ giấy in đưa cho giám đốc Tần. Hử, đây là gì? Đây là bút tích của con gái ngài. Giám đốc Tần không muốn xem qua sao? Tuy nét chữ không đẹp nhưng tình cảm chân thành dạt dào cũng đáng để xem đấy. Giám đốc Tần mặt mày xa sầm cầm lấy xem, lập tức sắc mặt ông ấy thay đổi. Đây là những lời lẽ gì thế này? Làm giả một bức thư là có thể nói do con gái tôi viết sao? Đồng chí Vân, cô không nên suy nghĩ như vậy. Cô có tin không? Tôi có thể cầm cái này đi tố cáo cô ở cục an ninh, phỉ báng làm hại danh dự người khác. Giám đốc Tần, thực ra chuyện này tôi vốn không nên tìm đến ông. Hôm nay tôi và Lý Triều Dương hẹn nhau đến cục dân chính ly hôn, nhưng anh ấy thất hẹn không nói, thậm chí còn sắp xếp vài người canh gác ở cửa cục dân chính, muốn chớp thời cơ cướp con trai tôi. May mà có một nhóm người qua đường nhiệt tình giúp tôi bắt giữ mấy người đó đưa đến cục an ninh. Bây giờ tôi nghi ngờ chuyện này rất có thể là Lệnh Ái và Lý Triều Dương hợp tác sắp đặt. Sắc mặt của giám đốc Tần trở nên càng khó coi hơn. Cách này ông vừa nghe đã đoán được là ai nghĩ ra. Tội lỗi, sao tôi lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc thế này? Lý Triều Dương tại sao phải làm như vậy? Cô đã đề nghị ly hôn, anh ấy đáng lẽ phải rất vui mới đúng. Bởi vì tôi có một điều kiện trước khi ly hôn, tôi cần Lý Triều Dương bồi thường tổn thất tinh thần và tổn thất tuổi thanh xuân mấy năm nay, tổng cộng là 1,0 nhân dân tệ. Những thứ này, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu. Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm của con gái ông. Nếu không thì tại sao tôi lại trong đơn tố cáo không nhắc đến tên của người yêu anh ta? Đồng chí Vân, chuyện này là do tôi dạy con gái không đúng. Tôi xin lỗi cô. Bây giờ cô muốn xử lý chuyện này thế nào? Giám đốc Tần là người thông minh, tôi cũng không có ý kiến gì khác, chỉ muốn ly hôn với Lý Triều Dương, muốn anh ta bồi thường phí tổn thất tinh thần và phí tổn thất tuổi trẻ. Ngoài ra, anh ấy phải từ bỏ quyền nuôi con và ký một thỏa thuận, đảm bảo rằng sau này không để con trai tôi nuôi dưỡng anh ấy. Ngoài những điểm này ra, không còn yêu cầu nào khác. Tiền này tôi đưa cho cô. Ông Tần, điều đó không được, làm sao tôi có thể nhận tiền của ông được? Tôi và Lý Triều Dương ly hôn, tự nhiên là đòi tiền ông ta, tôi đâu có ngốc. Quay lại ông nói tôi, cầm mấy tấm ảnh và thư này đến tống tiền ông, tôi chắc chắn phải vào tù. Giám đốc Tần cảm thấy, cô gái quê hơn 20 tuổi trước mắt này, thật sự là còn thông minh hơn, chị gái nổi tiếng thông minh ở nhà máy của họ, còn thông minh hơn. Cô ấy cố ý kéo tôi vào chuyện này, sau đó để tôi gây áp lực lên Lý Triều Dương, thay cô ấy đạt được mục đích, thậm chí tôi còn phải nợ cô ấy một ân tình. Những người bị bắt vào cục an ninh cũng là mối nguy. Cô gái này không đơn giản đâu. Đồng chí Vân, tôi đã biết rõ chuyện này rồi. Tôi hứa với cô, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm Lý Triều Dương, để anh ta nhanh chóng theo điều kiện của cô, làm thủ tục ly hôn với cô. Cảm ơn giám đốc Tần, tôi biết chuyện này tìm ông chắc chắn sẽ có tác dụng. Đồng chí Vân, chuyện này thực sự là do cái đứa không ra gì nhà tôi làm sai. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy đàng hoàng. Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Những chứng cứ đó, giám đốc Tần yên tâm, tôi chỉ muốn ly hôn thuận lợi, những thứ đó đối với tôi không còn tác dụng gì nữa. Đến lúc đó tôi sẽ giao đồ cho ông. Mục đích của Vân Du đã đạt được, nhanh chóng dẫn Vân Tiểu Mạn cáo từ rời đi. Mẹ, liệu giám đốc Tần có xử lý được việc này không? Tất nhiên, nếu ông ấy không có chút bản lĩnh này, thì đã bị người ta kéo xuống khỏi ghế giám đốc từ lâu rồi. Sáng ngày kia, chúng ta sẽ thuận lợi lấy được tiền, rồi sẽ cắt đứt hoàn toàn với tên cặn bã đó. Nói xong, Vân Du liền vào không gian, chuẩn bị đổ giao dịch buổi tối. Đừng nhìn ít đồ mà khinh, nhưng thứ cô ấy mang ra đều là đồ tốt. Gom lại hết, cũng có giá trị khoảng vài ngàn đồng. Đợi đến khi trời tối, Vân Du để Vân Tiểu Mạn ở lại nhà khách, một mình đi giao dịch. Đồ của chị đâu? Sao không mang tới? Như đồ như vậy, một mình tôi mang theo không tiện. Cậu đợi một lát, nói xong Vân Du bước vào hẻm, ở góc khuất không ai thấy, lấy đồ ra từ không gian. Vân Du cầm đèn pin chớp vài cái về phía đầu ngõ, Tiểu Khâu lập tức vào ngõ. Cậu kiểm hàng trước đi. Tiểu Khâu là người biết nhìn hàng, chỉ liếc mắt một cái, đã rất quan tâm đến thứ trong bao tải. Vân Du đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi, Tiểu Khâu mất một lúc lâu. Tôi vừa xem xong đồ trong bao tải, chất lượng thế nào, có hài lòng không? Hi hi, hài lòng, hài lòng. Chị à, hàng của chị đều là loại tốt nhất, tôi làm nghề này bao lâu rồi? Cũng chưa từng thấy đồ nào đẹp như thế này. Chị lấy mấy thứ này ở đâu thế? Ha ha ha, cái này thì không thể nói rõ được. Chị những thứ này nếu tự mình bán thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ai, chị không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, làm nghề này mà phụ nữ làm thì cũng không an toàn. Với lại, trong tay chị cũng không ít hàng, tự mình bán thì biết đến khi nào mới hết. Thôi chuyển nhượng lại cho em, kiếm lời từ việc làm trung gian cũng không tệ. Sau này em phải trông cậy vào chị phát tài rồi. Dễ thôi, chúng ta có tiền cùng kiếm. Trong tay chị đang có lô hàng, cần gấp rút xuất đi, số lượng rất lớn, chất lượng giống lô tối nay. Nếu em không tiêu thụ hết một mình, thì giúp chị tìm thêm người khác. Được rồi, chị có thể tiết lộ một chút hàng này khoảng bao nhiêu tiền không? Em muốn xem tiền của mình có đủ không?
Thật sự là mấy thứ này của chị tốt quá. Em không nỡ chia cho người khác. Em muốn biết trước khoảng bao nhiêu. Hai ngày này em sẽ cố gắng gom góp. Khoảng 20.000 tiền hàng, cậu có mua được không? Chắc là có chút khó khăn, nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách gom đủ. Nếu thật sự không được, tôi sẽ tìm hai anh em đáng tin đến. 20.000 tệ ở kiếp trước, tương đương với 2 triệu hoặc thậm chí giá trị cao hơn. Thằng Tiểu Khâu không có khả năng như vậy. Được, vậy chúng ta đã thỏa thuận xong. Tối ngày kia lúc 8 giờ, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Được rồi chị, chúng ta gặp lại tối ngày kia. Vân Du nhìn theo anh ta đi xa, rồi vào ngõ, chui vào trong không gian, thay quần áo cho mình, còn đội thêm một bộ tóc giả lên đầu, lắc lư vài vòng trên phố, xác định không bị theo dõi nữa, mới trở về nhà trọ. Mẹ, thế nào rồi? Đồ đã bán hết rồi. Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Vân ra tay chưa bao giờ thất bại, không chỉ bán được hàng mà còn ký được một hợp đồng lớn. Tối ngày kia chúng ta sẽ đi về phía Nam ngay trong đêm. Ngày hôm sau, hai mẹ con ở trong phòng suốt một ngày. Vân Du ôm máy tính viết kế hoạch. Con Vân Tiểu Mạn thì bị ép ôn lại kiến thức trung học. Mẹ ơi, con mới 3 tuổi. Cần phải làm khổ con như vậy không? Sao? Mẹ định bắt đầu hành hạ con từ mẫu giáo à? Sao không được à? Con muốn cảm nhận lại tuổi thơ. Có vấn đề gì không? Cảm nhận lại tuổi thơ hả? Mẹ, trước màn hình có nhiều anh chàng đẹp trai cô gái xinh đẹp đang nhìn đấy. 3 tuổi vào đại học. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.